và chúng tôi luôn tự hào đã góp sức dựng xây cuộc đời. Bài thơ Doanh nhân cựu chiến binh Quỳnh Phụ, tác giả Vũ Ngọc Thành, ủy viên ban chấp hành Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ. Doanh nhân hồi cựu chiến binh, tinh hoa của những chiến binh hiền nhà. Chiến trường đánh giặc sông pha, thương trường là những bài ca để đời. Xuân Chinh chủ tịch hồi tôi, giám đốc trang trại cuộc đời lưu danh, công ty xây dựng Tuấn Anh là anh quang tiệp xứng danh anh hùng, vinh danh đất Việt đã từng ánh sao xuất khẩu lấy lừng chiến công. Che mỹ nghệ công đông là chị hoàn giúp nhà nông làm giàu. Xuân Trường liên kết cùng nhau may mặc xuất khẩu hồ câu sân nhà. Bác thích đặc sản ba ba, nền tảng kinh tế tạo đà đi lên. Bác Hải hạt giống nổi tên, giúp dân chuyển đổi vững bền bội. Huỳnh sáng kiến cần cù phát triển trang trại cho dù không chuyên. Quỳnh hội thương hiệu mang tên Thành Luân quang tẹo xây nền ước mơ. Siêu sản lượng bất ngờ, quy mô trang trại ao hồ ngất ngây, giám đốc tín dụng bề dày, anh dành chia sẻ tràn đầy. Điều công ty sao vàng cùng anh Hồng Linh bước vào rừng xây, quê hương đổi mới từ đây, điện đường trường trạm tràn đầy niềm tin. Xuân binh chiếu coi nghĩa tình, cải thiện đời sống quê mình giúp dân. Bây giờ xã hội cách tân, chiếu chúc anh khít xứng tầm quốc gia. Kỹ sư xây dựng cửa nhà, công ty đức cài mới là chuyên gia. Đời con
giúp đời cha. Kim Thoa con gái thật là giỏi giang, nắng chiều Ninh Thuận mênh mang, cùng cha con viết lên trang sử vàng. An Ninh phố thị chợ làng, tiếng dùng anh đói ngày càng đổi thay, xóa bỏ bao cấp hôm nay, ngày mai anh lại dừng xây thị trường. Thái Bình năm tân quê hương, thành sang cùng một mái trường đi lên. Huy Vũ tiến bước vững bền, gia truyền thuốc Bắc xứng tên ngàn đời. Quang dũng khắp Việt là nơi huy động nguồn vốn giúp đời giàu ý sang. Anh hùng lao động quyết hoàn, bí quyết chữa bỏng lo toan giúp người. Bảo hiểm nhân thọ ai ơi, anh Lưu giám đốc giúp người rủi ro. Dây chuyền xây sát liên kho, công ty Đức Tài là lò xuất siêu. Hồi ta danh tiếng rất nhiều, tâm tài trí lớn bao điều người ca. Chung tay xây dựng nước nhà, phát triển doanh nghiệp ắt là thành công. Hào doanh nhân Việt Nam mang theo niềm tin vững vàng qua từng chặng đường gian khó. Bản lĩnh ý chí phải cao, trí tuệ sáng mai như sao, cùng tình yêu đất nước dạt dào. Thương trường như những chiến trường, vinh quang tài năng phi thường, thành công đi lên chiến thắng là chúng tôi vất vả tựa biển khơi. Ai sinh ra để làm doanh nhân, từ bản thân cố gắng muôn phần, từ hai bàn tay trắng đi lên dựng xây một ý chí làm giàu. Tự hào doanh nhân Việt Nam vươn xa tình yêu đất nước, cùng nhau vun đắp từng ngày vì một vinh quang Việt Nam, sánh vai cùng đối tác bạn bè. Tự hào doanh nhân Việt Nam khó khăn giúp ta kiên cường, một lòng hướng tới tương lai cùng một niềm tin Việt Nam bay lên rạng ngời hơn.
Tự hào doanh nhân Việt Nam mang theo niềm tin vững vàng qua từng chặng đường gian khó. Bản lĩnh ý chí phải cao, trí tuệ sáng mai như sao, cùng tình yêu đất nước dạt dào. Thương trường như những chiến trường, vinh quang tài năng phi thường, thành công đi lên chiến thắng là chúng tôi vất vả từ biển khơi. Ai sinh ra để làm doanh nhân, từ bản thân cố gắng muôn phần, từ hai bàn tay trắng đi lên dựng xây một ý chí làm giàu. Tự hào doanh nhân Việt Nam vươn xa tình yêu đất nước, cùng nhau vun đắp từng ngày vì một vinh quang Việt Nam, sánh vai cùng đối tác bạn bè. Tự hào doanh nhân Việt Nam khó khăn giúp ta kiên cường, một lòng hướng tới tương lai cùng một niềm tin Việt Nam bay lên rạng ngời hơn. Ai sinh ra để làm doanh nhân, từ bản thân cố gắng muôn phần, từ hai bàn tay trắng đi lên dựng xây một ý chí làm giàu. Tự hào doanh nhân Việt Nam vươn xa tình yêu đất nước, cùng nhau vun đắp từng ngày vì một vinh quang Việt Nam, sánh vai cùng đối tác bạn bè. Tự hào doanh nhân Việt Nam khó khăn giúp ta kiên cường, một lòng hướng tới tương lai cùng một niềm tin Việt Nam bay lên rạng ngời hơn, bay lên rạng ngời hơn. Bài thơ Doanh nhân cựu chiến binh Quỳnh Phụ, tác giả Vũ Ngọc Thành, ủy viên ban chấp hành Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ. Doanh nhân hội cựu chiến binh, tinh hoa của những chiến binh hiền nhà. Chiến trường đánh giặc sông pha, thương trường là những bài ca để đời. Xuân Chinh chủ tịch hồi tôi, giám đốc trang trại cuộc đời lưu danh, công ty xây dựng Tuấn Anh là anh quang tiệp xứng danh anh hùng. Vinh danh đất Việt đã từng ánh sao xuất khẩu lấy lừng chiến công, mỹ nghệ công đông là chỉ hoàn giúp nhà nông làm nghi giàu. Xuân trường liên kết cùng nhau may mặc xuất khẩu hồ câu sân nhà. Bác thích đặc sản ba ba, nền tảng kinh tế tạo đà đi lên. Bác Hải hạt giống nổi tên, giúp dân chuyển đổi vững bền bội. Xuân Huỳnh sáng kiến cần cù, phát triển trang trại cho dù không chuyên. Quỳnh hội thương hiệu mang tên,
Thành Luân quang tẹo xây nền ước mơ. Xuất siêu sản lượng bất ngờ, quy mô trang trại ao hồ ngất ngây. Giám đốc tín dụng bề dày, anh dành chia sẻ tràn đầy vẻ vàng. Anh điều công ty sao vàng cùng anh Hồng Linh bước vào rừng xây. Quê hương đổi mới từ đây, điện đường trường trạm tràn đầy niềm tin. Sân binh chiếu coi nghĩa tình, cải thiện đời sống quê mình giúp dân. Bây giờ xã hội cách tân, chiếu chúc anh khích xứng tầm quốc gia. Kỹ sư xây dựng cửa nhà, công ty Đức Cài mới là chuyên gia. Đời con nói tiếp đời cha, Kim Thoa con gái thật là giỏi giang. Nắng chiều Ninh Thuận mênh mang, cùng cha con viết lên trang sử vàng. An ninh phố thị chợ làng, tín dụng anh đói ngày càng đổi thay. Xóa bỏ bao cấp hôm nay, ngày mai anh lại dừng xây thị trường. Thái bình năm tân quê hương, thành sang cùng một mái trường đi lên. Huy vụ tiến bước vững bền, gia truyền thuốc bắc xứng tên ngàn đời. Quang dung khác biệt là nơi huy động nguồn vốn giúp đời giàu sang. Anh hùng lao động viết hoàn bí quyết chữa bỏng lo toan giúp người. Bảo hiểm nhân thọ ai ơi, anh lưu giám đốc giúp người rồi do. Dây chuyền xây sát liên kho, công ty Đức Tài là lò xuất siêu. Hồi ta danh tiếng rất nhiều, tâm tài trí lớn bao điều người ca. Chung tay xây dựng nước nhà, phát triển doanh nghiệp ăn đi.